thì mình đi tu thì quyết tâm đó, cho nên là mình đi tu á, mình gặp nhiều cái mà chướng ngại á, hay là bất cứ điều gì á, thì mình cứ nghĩ đó là mình vô trong cái trường thi rồi. Dạ đúng rồi sư ạ. A Di Đà Phật. Dạ cái điều đó là cái điều quý quý giá nhất khi mình nhận diện cái cuộc sống, cũng như nhận diện được đúng cái con đường tu hành của mình. Dạ A Di Đà như Phật. vậy mình mới có cái động lực, và giống như sư nói thì mấy mấy mày gọi là mình gọi là thật tâm quyết tâm để mà bước vô con đường tu hành. Mô Phật. Con thì lúc con cũng thấy được điều đó sư à, nhưng mà những cái pháp tới á, đôi lúc mình còn lại động tâm á, còn vọng tưởng, còn động tâm, tức là mình còn có cái sự thối thất, còn sự phân bua, còn sự phân tích, còn sự hơn thua, nó đủ thứ trong đó, và mình thì lúc đó những cái tâm đó khởi lên thì con vẫn thấy mình đang khổ não. Hay Nhưng gì mà đâu có những cái pháp thì nó nhỏ thì mình dễ dàng vượt qua, ừ nhưng có những cái pháp lớn á sư, ừ gọi là những cái biến cố sống còn á, ừ thì đôi lúc tâm mình cũng bị chao động rất lớn, nhưng mà mình vẫn biết được cái xu hướng đó là cái bài học, đó là cái thử thách, đó là sự trải nghiệm, sự rèn luyện, hay gì đâu nên là con cũng quyết bám vào những cái tích cực đó, mình tác ý vào đó để mình thay đổi. Và cũng cũng hên rằng là cũng cũng rất là tốt là mình có cái đức tin đó, nên là mình có cái nội lực nó tăng lên, rồi thành ra mình cũng có cái khả năng để vượt qua. A Di Đà Phật. Nhưng mà con thấy là không phải hoàn toàn chưa ạ, mình không thể hoàn toàn, nó còn có những cái động đậy, nhưng mà khi con đi những cái pháp hành như này á, đi những pháp hành như này thì con hạ quyết tâm mà mình quán sát tâm thật kỹ vô, rồi mình khi mình ngồi thiền kiết già này kia nữa thì mình lại thấy là nó có sự bổ tương, tức là cái sự kham nhẫn, cái kham nhẫn của đi bộ hành nó lớn, tại vì đôi lúc là có những cái nóng thấu gan, thấu tim, có những cái đau khi mà mình đạp những cái vật nhọn á, nhói lòng, rồi khi mình ngồi thiền á, nó những cái cảm giác, rồi những cái đau buốt nó tận xương tủy đó, nhưng mà mình lần lần cái mình quan sát được là mình phải vượt qua, tại mình học cái hạnh của sư Minh Tuệ, thì mình thấy khi mà mình vượt qua được những cái đó, từng cái giai đoạn là 1 tiếng cho tới 2 tiếng, 3 tiếng đó, thì mình thấy là cái sức kham nhẫn mình lớn, thì khi mà đối trị những cái nghịch cảnh thì mình lại có cái khoảng lặng, tức là mình có khoảng lặng để mình nhìn các pháp nó diễn ra, rồi từ đó mình có cái khả năng để đứng dựng lại, để lựa chọn con đường tốt lành, tức là mình với nó có một cái khoảng cách. Mình thấy được nó đó, rồi mình cũng thấy được cái sự đau khổ khi mà mình chấp dính, nhưng mà nhờ những cái đó thì con thấy được mình có cái khoảng lặng để đối chiếu với nó, tức là thôi bữa nay tôi có một cái gì đó vững chãi rồi, các anh không có làm, không có dụ dỗ hay không có lôi kéo tôi được nữa, mình lại đối trị với nó, mình lại tâm sự với nó, thì mình thấy là mọi cái như vậy nó càng ngày nó càng lớn lên, thì mình thấy có một cái sự hạnh phúc trong đây, tức là mình đã nhìn được các pháp rồi, mình đã chuyển hóa được nó rồi, mình có cái thời gian để nhìn thấy cái nội tâm của mình để sửa đổi, giống như sư nói là cái nội tâm của mình đấy, thì lúc đó thật sự là mình thấy cái thật sự tu tu tâm là chỗ này đây, từng những cái pháp nhỏ nhất, từng cái pháp lớn nhất, tới những cái gì đó thì mình có khả năng kiểm soát, có năng chuyển hóa, và có sự khả năng là đối thoại với nó, đối thoại với chính cái tâm của mình, đối thoại với tính cái thân của mình. Mà con thấy là những cái dục ái thì thường nó làm cho mình mê mờ một cách mau chóng, thì khi mà đi như thế này á, thì con thấy là mình có khả năng để mà nhận diện nó, có khả năng để mà gọi là giống như mình giao kèo với nó, có năng giao kèo nó, tức là Không mình với nó đứng để mà xem xét với nhau, A Di Đà Phật để con thấy chứ là cho nên bây giờ mình có một bài pháp cũng theo mà coi như mà cái khổ hạnh nó cũng nằm ở trong mà các phái bộ hạnh mà vừa ba khổ hạnh đầu đà hay gì bây giờ mình đối diện đó thì mình ngồi thiền mình tịnh tâm thì mình thứ nhất là tâm bây giờ mình buông xả tâm bây giờ không nghĩ về tâm
giờ mình quay về là cái đàn điện, nghĩa là ngưng tù thành thành đan. Mình tu mà bắt đầu mình gian nắng, mình đi bộ hành, nhưng mà mình bắt đầu là mình hít thở, là mình đưa khí vô trong cái đan điền của mình, là đến chi mình điều hòa lại. một phần Tại vì đúng sau khi mà mình đã ngưng tụ được khí ha, và mình có thể vận động chuyển động các tĩnh mạch ở bên trong thân mình, thì bắt đầu là những cái sự mà ồn ào ở bên ngoài là lúc đó nó cứ dừng lại. Tại vì sao? Khi mà mình tới cái cảnh giới nhất định mà mình quyết tâm, mình có thể vận chuyển khí lưu chuyển ở trong thân để cái thân mình nhẹ và tâm mình cũng an lạc. Tại vì cái ở phía dưới là nó sẽ hỗ trợ ở cái tâm, thấy không? Nghĩa là hai bên người ta gọi là thái cực, một Hai bên là Phật. tối và một bên sáng, nghĩa là coi như khi mà bên sáng á, là bên trắng, là mặt trời mọc, là bắt đầu là hành trình, Một và phần. bên tối là bắt đầu là cái giờ nghỉ ngơi đó. Thì mình cứ hai bên mà mình cứ giao hợp và đồng đồng điệu Một đó, phần. là bắt đầu là âm dương, là nó hỗ trợ lẫn nhau, Đúng rồi và sư bắt ạ. đầu là khi mà mình đang thiền, khi người ta đang hỏi hay khi người ta đang nói những cái điều gì đó, là nó đi ngang qua nhưng mà nó không có lắng đọng ở trong cái tâm của mình. Đúng rồi. Tại vì sao? Nó qua là những cái đó mình đã trải rồi. Khi mà mình thấy được á, mình dòm lại được, mình đứng ở từ trên cao mình dòm xuống, cái người đó đang chất vấn mình, thì cái người đó mình cứ dòm lại, mình nghĩ về mà coi như cái lúc mà mình còn nhỏ và đến lúc lớn mình có trải qua chưa. Nếu mà mình đã trải qua rồi thì mình nhận định đó, đó là quá khứ của mình. Mà quá khứ thì sao? Mà mình không có tiếp tục quá khứ nữa thì sao? Thì dừng. Khuyên họ buông, họ bỏ. Tại vì nếu mà họ chưa buông, họ chưa bỏ, tại vì sao? Tại vì họ chưa biết. Mà họ đã biết rồi thì mới gọi là đủ duyên. Mà họ chưa biết là họ chưa có đủ duyên. Còn cái người mà họ biết và họ muốn buông bỏ và muốn tu tập thì đó gọi là hội tụ đủ nhân duyên cho mình độ người đó. Tại vì khi mà mình thấy một cái tâm sân hay là bất cứ là một cái khảo hạnh nào hay là cái pháp lớn nào, là đó là chính bản thân mình. Một là quá khứ, hai là hiện tại đó. Mà mình thấy được quá khứ của mình, mà mình có thể độ được quá khứ của mình, thì đó là thêm một bước tiến mới. Đấy. Như vậy thành ra mình mới hỷ lạc với các pháp nhà sư nhỉ. Ai gì đâu Phật. Mình thật sự là con thấy là mình đau khổ là do mình chưa có thấy được các pháp Đúng ở rồi. trong quá khứ hay là ở trong tương lai, Ừ. rồi mình không có khả năng để chuyển hóa nó, không có khả năng để độ hóa nó, thành ra để nó chi phối mình trong cái sự mê mờ, trong cái vòng ảo như vậy thì tiếp tục khổ đau, nó lại đem ra khổ đau. Tại vì sao? Mình không lại không biết là từ đâu. Dễ mà. Khi mình nói chuyện với họ, họ chấp nhưng mình không chấp. Họ níu nhưng mình không níu. Tại vì họ giang tay họ cần mình nắm thì mình nắm. Mà họ không giang tay với mình cần mình nắm thì cần gì phải nắm. Tại vì sao? Tại vì cái nhà của mình đó là luôn luôn mở rộng, là hoan hỷ với những cái người mà họ muốn tìm đến mình. Đó. Mà họ muốn tìm đến mình đó, thì mình có thể chào đón. Mà họ không muốn tìm đến mình mà họ muốn rời xa mình thì mình cũng hoan hỷ. Tại vì sao? Tại vì đó gọi là Như Lai. Như Lai gọi là gì? Là hiện có, sẵn có và đã có, không? Là mình chỉ có an tịnh vào cái nơi cái tâm của mình thôi. Mình đừng có
chấp vào cái tâm của họ để chi? Mình lấy cái sự khổ sở của khác về làm của mình, thấy không? Là mình sẽ không có thể đột phá được. Mà nếu mình đột phá được á thì nó dễ lắm. Khi mà mình đã đạt một một cái cảnh giới mà nhất định rồi đó thì những cái lời họ nói và những cái điều họ trải thì mình không biết, nhưng đến khi mà mình biết được rồi thì sao? Mình tìm cách mình hóa giải nó đi, thấy không? Nếu mà mình hóa giải được hồ nghi và mình giúp cho họ được tỉnh ngộ, giác tỉnh, thì đó gọi là gì? Là công đức. Hả? Dạ, một phần. Tu hành mà muốn kiếm công đức á là ở điểm đó. Ở trong kinh mà Vô Lượng Thọ, trong kinh nó rất hay. Ở trên cõi Phật á, ít khi mà coi như mà kiếm được công đức lắm. Tại vì ở trần gian này á, ác nhiều thiện ít, mà ở Tây Phương nó toàn là thiện không à, không có người nào mà làm ác đỡ để làm chi, để họ họ làm phước, họ làm đức. Trong kinh cũng nói rõ ràng. Thì mà trong cái kinh mà chú Đại Bi á, thì là cũng nói rõ ràng, thiên thủ thiên nhãn nghìn mắt nghìn tay là để làm chi? Để giang tay ra cứu độ nhân sinh. Đại từ đại bi là luôn luôn từ bi, giữ cái sự từ bi, giữ cái tâm từ bi để làm chi? Mà giữ cái tâm mình nó không có bị sa ngã, không? Vô ngại đại bi tâm đã la đi. Khi mà mình hành trì 21 biến một ngày đó, mình cứ ngày nào mình cũng hành trì á, là mình phải hiểu, mình tìm hiểu cái nghĩa mà ở trong đại bi nó có cái gì. Trong đại bi á, nó có cầu an nè, an lạc, siêu thoát, và có 1.000 vị Phật truyền pháp cho Ngài Quan Thế Âm đó. Tại vì cái kinh này á, là do Phật truyền lại cho Ngài Quan Thế Âm. Đó. Cho nên là khi mà kinh mà để truyền ra là thứ nhất, trì tụng là trì tụng vì nhân sinh, trì tụng là vì âm linh. Không? Những người mà họ mà nghe được kinh thì họ có thể tích được công đức. Thứ hai là giảm bớt nghiệp chướng. Mình ở đây mình tu, mình tụng kinh là với cái tâm là cái gì? Khi người khuất mà về đây là mình cầu họ cho họ bớt nghiệp đi. Cầu cho họ về nghiệp để chi? Để cho họ tu. Họ tu rồi đó là kiếp sau họ đầu thai trở lại rồi để làm chi? Để họ họ trải nghiệm, không? Và họ gặp nhiều cơ duyên may mắn có thể giúp cho họ tỉnh ngộ và họ có thể độ được nhiều mọi người hơn đã, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, thì điều đó là mình cảm thấy là quá tốt, quá hạnh phúc. Dạ đúng rồi, mình hiểu được cái sự của mình làm và lúc nào cũng đem cái tâm từ bi an lạc rồi chúc phúc cho mọi người hết thì tuyệt vời rồi chứ nhỉ. Tại vì mình còn sống ở thế giới này là mình còn duyên, mình còn nợ, không? Mình còn nhân duyên hội tụ, mình còn cái sự rèn luyện. Ví dụ như tâm mình có trí tuệ, mình không đủ, không? Thì trí tuệ là mình chỉ có dùng là ở bên ngoài và mình cảm nhận, mình đưa vào thôi. Chứ mà trí tuệ mà để mà đi học á, mình học không có chua. Tại vì
trường đạo khác nè, trường đời nó khác, trường học nó khác. Trường đời á, mình trải nghiệm trước mình mới rút ra được bài học. Ở trường đạo á là mình phải học hành trì, vừa tu vừa hành, để chi vừa học vừa trải nghiệm vừa rút ra được bài học thì nó khác nữa. Sống trong khổ mình hiểu được cảnh khổ, sống trong quả mình biết cái quả. Người tu mà cảm thấy quả, trong quả là phúc. Mà tại vì sao gặp được quả, trong quả đó là nó có cái gì, nó có cơ duyên pháp lớn, nó có cơ duyên ở trong đó. Mà mình thấy được cái căn nguyên mà được cái cơ duyên mà ở trong pháp đó, thì đó là cái gì, là cái phước báu của mình đó. Mà ở đây mà mình có phước á là để làm gì, hồi hướng là hết, có chi hết, không giữ báo để mình thấy ra, để mình đi cho nó vững chãi chứ ha. Để mình có cái tiếp tục tạo cái phước lành công đức để mình hồi hướng tiếp. Đúng rồi, mình hết phước rồi mình cứ kiếm phước hồi hướng, rồi mình cứ hết phước rồi cứ kiếm phước hồi hướng tiếp. Miễn cảm thấy mình vui rồi là được. Cũng như tài sản mình kiếm được, Sống, người ta cho, mình không xài cho mình thì mình xài cho gia đình, hoàn cảnh của những cái đứa nhỏ mà ngặt nghèo. Ví dụ như người ăn xin mình không cho, nhưng mà cái người mà nhà nghèo khổ, con cái bệnh tật, mình có thể đem cái tiền đó mình cho cái đứa nhỏ đó, để cho nó có cơ hội nó đi bệnh viện, nó chữa bệnh, nó có sức khỏe tốt hơn. Thì mong là sau này mà nó khỏe mạnh là chi, nó báo hiếu cho cha mẹ nó là mình cũng mừng rồi. Đó, tiền mình có thể làm phước, mà mình gây thêm được một cái nhân duyên. Đó, cứ phước lại sinh phước, rồi mình có thể tạo ra thêm được một cái giống Phật nữa. Dạ, mô Phật đó. Dạ, nếu mình chuyên nhất như vậy thì quá tốt cho nhà. Dạ. Thì mặc dù sư là ở đây thôi mà con thấy sư có cái quán nhân sanh, có cái nhìn về cuộc sống, về đạo nó rộng khắp cả, giống như là hơn tụi con đi rồi. Tụi con đi như vậy chưa chắc gì quán được như vậy, thấy được như vậy. Nhưng mà sư ở đây chăm nom mồ mả rồi chùa chiền đơn giản vậy thôi mà sư lại có những cái thấy đó. Thành ra con nói là mình có lại nhớ tới là Lục Tổ Huệ Năng nói là ở trên thế gian này không có pháp nào không phải là pháp Phật cả. Thành ra là những cái việc mà tưởng chừng đơn giản thôi, bình dị đơn giản thôi, nhưng mà nếu mình đặt đúng cái tâm thì nó xoay chuyển cả càn khôn cả. Lau bụi thôi hoặc là quét nhà lau bụi thôi mà mình tác cái tâm rộng khắp thì nó cũng gọi là cái hành dụng của chấn động. A Di Đà Phật. Nên con thấy Đạo Phật mình nói là nhất thiết di tâm tạo là đúng. Do tâm mình thôi, tâm mình đặt, tâm mình lớn thì mình đặt cái những cái mình làm cái gì đơn giản bình dị nó cũng trở thành là lớn lao hết. Mà coi như có một Phật tử họ hỏi mình á, thầy tu ruột có tham không? Có. Thầy tham hành trì, thầy tham làm việc phước. Thầy tham, thầy rất thích là thích an lạc. Thầy rất thích tự tại. Thầy rất tham những tất cả mà mọi người không có, là thầy tham hạnh phúc. Hạnh phúc của mọi người. Mọi người hạnh phúc là mình được hạnh phúc, mọi người an lạc mình được an lạc. Mọi người đau khổ thì mình cũng buồn. Tại sao? Khi tu ơi, chưa nợ, tu rồi mình mới cảm thấy nợ. Nợ là nợ gì? Nợ nhân nè, nợ ân, nợ đức nè, nợ nghĩa nè, nợ tình nè. Mình thấy cái từ bi mình tu, mình càng ngày mình thấy cái mình nhận thì nó nhiều quá ha sư. Còn cái mình cho đi nó ít nên là